Vâng, đây dao nhọn cắt kiểu dao. Đây là Bảo Nam Channel với lại anh Pham Hà Giang mọi người nhé. Cảm ơn mọi người nha. Vâng, Pham Hà Giang xin chào tất cả quý anh chị cô bác nhé. Hôm nay thì Pham cũng rất là bất ngờ được mấy bạn từ dưới Sơn Minh lên, cho nên là không đoán trước được. Gia đình rất là lộn xộn với lại không có cái gì để tiếp đón em, xấu hổ lắm rồi. Nhưng mà cũng rất vui đầu năm thì Pham không biết nói gì hơn. Xin chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng trước đã. Xong là chúc mấy cô em với bạn bè một năm mới làm ăn phát đạt, thành công, may mắn, mọi sự như ý. Mời em. Cảm ơn. Cảm ơn anh ạ. Mời tất cả. Anh em mình sẽ có một năm mới giàu tình cảm và giàu sức khỏe là tốt rồi. Còn tiền bạc thì mình kiếm sau. Có sức khỏe là có tất cả. Có sức khỏe là có tất cả. Thảo cùng béo hả? Thảo béo hả? Mai nhiều đấy. Nhưng mà Nam có phát biểu đôi lời không? Nam chẳng biết nói gì đâu. Thì đến đây cũng chúc anh với anh chị tất cả mọi người là mình đi giao lưu, đi chơi. Cảm ơn em đã đến thăm anh là quá là mừng rồi. Thì đợt xuân năm mới mình cũng chúc hai chị tám phát tài phát lộc, cái gì cũng thành công này. Làm YouTube thì ngày lại thăng tiến hơn. Cảm ơn em nhiều. Cái đấy thì từ từ thôi, bởi vì cũng lấy được sức em ạ. Thì em cũng rất cảm ơn em, phải cố gắng. Vấn đề YouTube ấy thì bây giờ trước thì họ làm rất là nhiều, nhưng mà mình, anh em mình ở trên vùng sông xa này không biết đâu, bởi vì họ ở dưới kia họ làm nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ thì anh em mày bắt đầu làm nên nó hơi non trẻ một chút. Cái kinh nghiệm đấy thì cũng không có ai chia sẻ cho mình cả. Cái đấy là anh nói là sự thật luôn. Bởi vì kể cả những người nó 1 triệu view đi chăng nữa thì họ không bao giờ chia sẻ với anh em mình. Bởi vì anh em mình rất tự lập từ lên đâu. Phải cố gắng. Cái này họ không giúp được mình. Với lại từ đâu anh lại biết đến YouTube? Anh là xưa thì anh cũng đam mê nghịch điện thoại, xong là thấy họ làm thì họ làm theo thôi. Anh cũng làm hỏng mấy kênh ấy. Làm hỏng xong là bắt đầu lại làm lại. Đúng rồi, mình phải làm hỏng một cái. Bây giờ cái mail của anh là mail cuối cùng thì anh bảo là anh làm cái sao kiếp 8 ấy, bảo là làm cái này sao kiếp này không được nữa là anh không làm nữa. Làm cái mail sao kiếp mà bây giờ mình cười lắm em ạ. Thôi cái đấy nó lên thì nó khác lên rồi, bất ngờ lắm. Lên trong 1-2 tháng gì đấy nó khác lên nhanh lắm. Mấy chủ yếu là cùng mấy gái xinh này đi làm nhanh lắm. Anh toàn đi với những ông già xong là hát thôi. Ngày xưa bây giờ đi với gái xinh làm nhanh lên nhanh lắm. Nhưng mà không biết giữ được view không anh? Thật ra lên nhanh biết đấy. Cố gắng thôi em ạ. Anh em mình cũng tương tác thôi, không biết làm gì đâu. Bây giờ mình đoán không nhầm thì bạn cầm nhầm cái lon bia của mình rồi. Mình đổi rồi mà. Vâng. Bây giờ mình khác tương tác thôi. Vâng. Tương tác cùng nhau để cùng phát triển thôi. Cái này thì tỏ là sai. Không biết là cầm nhầm lon bia. Em mời anh nhé. Chúc anh với cả chị và gia đình năm mới em này khỏe, thì rồi nào. Quen biết khá lâu đấy nhưng mà chưa gặp. Có đợt hai vợ chồng đi ở dưới Bắc Quang về đến Sông Minh rồi. Xong là anh cũng không biết được em ở chỗ nào ấy. Anh là nhắn tin xong là hỏi như em mà tin với mình. Không, ông ơi. Ở trong. Bây giờ cứ quay thôi. Cái kia là máy của mình vẫn đang quay. Cái để hơi xa. Bỏ đây nó phí thật mà đường xa thế này. Em từ đây thiệu, em tên Nam, em ở Bắc Quang cơ. Thanh Sơn Bắc Quang. Thanh Sơn miền mảnh đất bán giấy ấy. Vâng. Nhà bạn ấy cũng làm giấy luôn. Làm giấy bản. Cho đi bán khắp nơi khắp chợ luôn. Thế mang về đây bán được mà ta năm nay anh lại mua ấy. Vâng. Anh đang hết được, hôm nào mang cho anh ít. Cái gì? Cái giấy dơm kia gì ấy. Vâng. Với nồng bưa. Chơi á? Chơi bưa mà. Miên mà. Chơi là nhiều mà. Em lấy quay cái đấy hai mà. Em cũng 97 thôi. Hôm nào em lại. Vâng, hôm nào anh xuống đây quay cái đấy hai mà. Còn em cũng được truyền hình VTV1 về đây. Truyền hình Hà Giang nữa. Truyền hình Hà Giang người ta quay suốt. Em cũng ở dưới đây à? Vâng. Em không phải dưới đấy nhưng mà em
em lấy chung ở dưới đấy. Biết anh cũng qua YouTube thôi. Không, cũng qua trước kia bạn qua Facebook ấy, trước có cái bạn. À, chàng mà có dân ra bác qua là gì không? Nằm nằm điên. Nằm điên à? Sật xe chứ nằm điên. Nằm điên. Nằm điên. Nằm điên sẽ dân ai nào gần kia. Chị nhiều thế này. Ồ, của em cũng không hiểu sao nhiều thật đấy. Cách đấy 3 cây thôi. Cuốn này ít tí thì đi tí nữa. Thôi thôi thôi. Không bà. Thế lắm. Cái tiêu của này đang ngồi chơi, em cũng sai rồi. Đây đi đến đây bây giờ nếu mà em cần vào đi nặng hầu thì biết đi đường nào nhanh hơn là không đi đường thì đi cùng luôn còn cho nó vui. Từ từ chờ để em đưa vợ con ra ngoài để tắm lúc nào thì quay đi thông nguyên và đi nặng hầu xong xuống để tắm. Đá đi một ngày rồi cố gắng bò đến đấy xem nó như nào thì okay, chắc cũng có cơ hội là ra đi. Để đi nặng hầu bảo nếu nếu mà xuống đến nặng hầu vẫn còn cái đường ở nặng hầu nó cũng dốc như cái đường lên Chư Lược thì không thì anh đưa mà em đi đường tắt một phát là đến ngay cái chỗ Biên Phủ Lê Gia đúng không? Không bên trên á. Thế trên bảo em đi chỗ nào? Chỗ đấy đi. Có cái nhà bé bé nhà trọi. À, cái trọi em sẽ tây gì? Hôm tây đấy. Thật ra là có biết. Thì có nhìn trên điện thoại và nhìn trên TV thấy thôi chứ còn. Các con vào cái chỗ gì nhỉ? Thuê quần áo đấy, chỗ đấy. Thì trong đây có thuê đấy. Thế để anh đưa đi. Thuê quần áo gì? Quần áo dao nhá. Không áo. Hiếu ơi, sửa nhanh nha, đi tắm nó nha. Chưa tin mà. Tí con cứ đi theo đường bên dưới đi, bố đi đường ở trên. Đưa anh em lên cái chỗ Home Star. Đặt em vào đây á. Đây là thiết bị anh quay video à. Thiết bị của anh đây này em ơi. Anh dùng cái điện thoại thôi, ngoài ra không có cái gì cả. Anh đơn giản lắm, cái điện thoại Oppo rẻ tiền thôi. Quá bằng nói điện thoại bằng thì mình chịu khó dưới cho nó thăng bằng cũng cũng edit bằng điện thoại luôn. Edit bằng điện thoại. Edit bằng điện thoại cũng giống như mình. Đấy. Mình cũng edit bằng điện thoại, quay bằng điện thoại nhưng mà cam của anh mới chấm anh ạ. Như nhà mình nhiều. Vâng. Em cũng đến đây để em chia sẻ giới thiệu anh với mọi người. Thì anh tí qua một lúc trò chuyện thì anh Pham Hà Giang thì quay video bằng điện thoại thôi, bằng điện thoại nghèo làm gì có máy quay. Nói chung là anh em mình ấy ở trên này trên bản trên núi này thì rất là nghèo, có cái được máy quay như kiểu điện thoại thì mình quay thôi đấy. Thì cũng lúc trò chuyện thì cũng chào tất cả mọi người nhé, nhớ like và subscribe cho mình nhé. Căn cảnh của anh nhà anh Phạm Hà Giang đặt cái quán của anh của xe. Ở đây toàn xe đẹp hơn, không về nữa đâu. À, không về đâu. Đang ở Nậm Khoa. Nậm Khoa Hoàng Su Phi. Nậm Khoa Hoàng Su Phi. Anh Phạm rất là bận, sao trên bàn nhậu xuống thì anh lại đi làm ngay rồi. Đấy, công việc của anh. Đó xích. Đừng cho con xong thì nó sướt ruột. Công việc của anh là vá sam xe lu, thay lốp xe tăng, nối xích tàu hỏa. Ngay gần chợ luôn. Chợ trung tâm ấy.